Mê lắm cả nhà, nói thật nhé. Ra ngoài chợ thì mua đấy chục cái ăn nó chẳng bao nhiêu tiền cả. Nó không có bao nhiêu tiền hết á. Đấy, một chục cái thì đấy 30.000 là cùng thôi cả nhà. Nhưng mà tự tay mình trồng á, mình thu hoạch á, hạt sạch thì mình cũng phải thích hơn đúng không? Đó. Nó tuy nó bé nhỏ nhưng mà nó rất ngon nha. Cây này thì chắc là chưa được, cái bắp này nó bé xíu à. Bắp này bé xíu à. Không biết nữa. Nhìn thì không biết làm sao đây. Ôi già rồi. Ôi trời ạ, nó bé tí này mà nó đã già rồi nè cả nhà. Bé xíu à. Mà mỗi một cây là có một bắp là cả nhà, phí quá nha. Tại sao trồng trồng chết nhưng mà mỗi một cây đều có một bắp là sao cả nhà? Tiếc quá à. Mấy cái cây này là mới trổ nè. Một cái cây này già rồi nè. Mình phải kiểm tra chứ nó nằm ở trong cái bữa nó già mình không biết luôn. Ôi, cái cây này đang non. Ôi, đang non lắm. Ủa, ở dưới còn già nha. Ôi, ở dưới còn già lắm à. Già rồi. Nó lụng sụng quá, nó ngứa. Trái bé tí này. Bé tí này mà già hết rồi. Tại cái cây nó còi quá. Cây nó chút xíu à. Ôi già rồi. Già chưa ta. Là mình phải kiểm tra nha cả nhà, chứ nó già trong mình không biết. Những trái này chắc lâu rồi, chắc cũng ok rồi. Rồi, được rồi đó. Chứ cái này mà để mà ấy nữa là nó già dữ lắm à. Già hết rồi cả nhà. Đem hái. Trái đang non lắm. Chết cha, lỡ bóc ra rồi thì nó có sao không nhỉ? Mọi người. Lỡ mà bóc ra rồi mà mình không bẻ thì nó có ảnh hưởng gì không cả nhà? Chết cha, cũng không biết nữa, không bóc rồi không biết được nữa, ở trong được hay chưa? Chưa được, bắt mấy em đây này chắc chưa được quá, em này em lấy thằng non. Quả này cũng già rồi. Già rồi. Chắc thôi, để mấy hôm nữa bẻ. Mình không bẻ đi thì mình sợ nó già, nó mất ngon á. Không biết là già hay chưa. Ăn được hai được. Được trước được sau. Cái này thì chắc cũng được rồi chứ nhỉ. Đó, cũng được vào nồi rồi nè. 2, 4, 6, 8, 10 là 12 trái nha.
Ừ, cái bắp này mà luộc luộc cho mấy mấy đứa nhỏ 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 nó mới tập ăn á, ăn chắc ngon lắm. Nhìn cưng ghê không?